Cô nấu món gì vậy con? Tim xào thập cẩm. Tim xào thập cẩm hả? Thập cẩm là nấm với bắp cải rồi hả? Không giận quá. Món này giống như tôi là có kỷ niệm. Dạ. Yeah. Hôm nay tôi không định làm món này nhưng tôi mừng vì có tim nhiều ấy. Dạ. Vâng, thế là tôi... Không có ai nấu tim ấy, có mình cô à? Tôi có kỷ niệm về cái món này. Ok. Xin mời. Tôi thấy nhiều tim quá. Dạ. Yeah. Vâng. Ok, hấp dẫn quá. Vâng. À, có... Cái món ăn này với gia đình tôi thích lắm, các con rồi. Và món ăn này đối với tôi có một kỷ niệm đấy. Thế là hôm nay tôi nhìn cái tim, tôi nghĩ ra món này. Con gái tôi nó đi, cháu nó đi học thạc sĩ ở nước ngoài, thế là Tết nó không về được, nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi gọi điện về tôi bảo tim bên này chả có, không có nhiều, không người ta không ăn. Thế nhiều tim lắm, con biết làm món gì giờ? Thế là thằng con út tôi bật webcam lên để tôi dậy lắm nấu món này. Hôm nay tôi nhìn cái tim tôi nhớ ra. Cái kỷ niệm nó lại ùa về. Tôi phải nấu món này. Dạ con mời cô. Đây là một món ăn rất là đơn giản. Cái món này là ở nhà vẫn mình hay nấu cái món này cho gia đình ăn. Nhưng mà để nấu nó không phải là dễ, nó phải làm sao để cho nó bớt cái mùi tanh, mùi hôi để mà nấu lên một món ăn mà nó nồng nàn cái hương vị mà mình muốn, thì cô đã làm được cái điều đó. Cái ý nghĩa lớn nhất của tôi là tôi đã làm được món ăn mà là một kỷ niệm mà khi con gái tôi xa nhà nhớ về gia đình, mà tôi đã dạy con gái tôi qua mạng để cháu nấu được món ăn đấy. Con đồng ý để cô bước tiếp vào vòng trong, nhưng con hy vọng rằng phải có những cái gì nó đột phá hơn những món ăn thằng ngày như thế này nha cô nha. Cảm ơn chúc mừng cô. Tôi vui sướng lắm, nhưng mà tôi biết là phía trước cô cũng còn nhiều trở ngại lắm, vì nhiều thí sinh rất giỏi, có tuổi trẻ này, người ta nhanh nhẹn nữa, nên tôi biết mình càng phải nỗ lực hơn nữa. Cơ no, bí quyết ngon khỏe tiếp lửa đam mê.